Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, năm 2021, thành phố Yên Bái tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nguồn sinh kế để họ nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Trong đó tập trung triển khai đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Xúc động phấn khởi đó là cảm xúc của chị Nguyễn Thị Tình, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, một hộ nghèo đặc biệt khó khăn của địa phương, khi được nhận 100 con gà giống, cám chăn nuôi với trị giá 2,5 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái trao. Ngoài ra, chị còn được nhận hơn 30 cây giống các loại do một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã hỗ trợ để trồng tại diện tích đồi cây của nhà. Đây là nguồn tư liệu đáng quý để giúp gia đình vươn lên phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương với các nhà hảo tâm thì cũng hỗ trợ cho gia đình được ít con giống và cây trồng. Thì em cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn các ban ngành chính quyền của địa phương, các nhà hảo tâm thì đã quan tâm và giúp đỡ đến gia đình em. Thì em cũng hứa là sẽ chăm sóc con giống cây trồng tốt để cải thiện đời sống, chăm lo cho các cháu ăn học. Xác định công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Nhiều năm qua, xã Minh Bảo đã luôn chú trọng đưa ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, Đảng bộ xã đã ra nghị quyết phân công trách nhiệm cho chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phụ trách từng hộ gia đình nghèo. Triển khai kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, thành phố Yên Bái kịp thời đến với hộ nghèo. Vận động nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay của nhân dân để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Trên cơ sở là cũng phải hết sức là cụ thể và thiết thực và xuống tận hộ gia đình hộ nghèo để xem cái nhu cầu và cái thiếu của hộ nghèo đó là những cái gì. Thì trên cơ sở đó thì mới đề ra cái giải pháp trên cơ sở cụ thể của các hộ nghèo. Thì vì vậy thì đối với năm 2021 thì đối với Đảng bộ xã Minh Bảo cũng xác định là sẽ giảm được 7 hộ nghèo. Đến hết năm 2020, thành phố Yên Bái còn 278 hộ nghèo, chiếm 0,89% dân số. Để đạt được mục tiêu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2021, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ vốn vay cho 5 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo với số tiền trên 900 triệu đồng, cấp 387 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 508 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo với kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học bổng, chi phí mua sắm trang thiết bị học tập cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh là đối tượng khuyết tật với kinh phí trên 78 triệu đồng, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 91 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố còn chỉ đạo triển khai thực hiện đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 từ nguồn xã hội hóa của thành phố và các xã phường. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã chi hỗ trợ thường xuyên cho 59 hộ nghèo với kinh phí trên 100 triệu đồng. Bây giờ nó cả ngày nó kết bệnh vào thì tôi thúc đành cứ chấp nhận là chung sống, nhưng mà may là có bảo hiểm y tế thì thôi, là lúc nào bệnh nó vật đến thì là lại bảo các cháu nó đưa đi bệnh viện. Thế là sống bằng cái thứ nhất là thôi, là một là trợ hiểm trợ phúc xã hội, hai nữa là có cái bảo hiểm y tế, thôi bệnh tật này đến bệnh viện. Thế còn nên bệnh viện thì thôi, thì bác sĩ cũng quan tâm chăm nom. Ngoài việc hỗ trợ nguồn sinh kế cho hộ nghèo, thành phố đã vận động nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn hỗ trợ làm 7 nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ là 275 triệu đồng. Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã phường đã tập trung chỉ đạo huy động nguồn lực từ cán bộ công chức, các tổ chức doanh nghiệp giúp đỡ hỗ trợ làm nhà, sửa nhà hộ nghèo, hộ chính sách với kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, mua cây con giống với kinh phí 31 triệu đồng. Năm nay thì theo cái kế hoạch thì là có giảm nghèo là 5 hộ, thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch với mục tiêu là đặt ra là 8 hộ, giao cho các thôn và các đoàn thể phụ trách giúp đỡ cho các gia đình để thoát nghèo. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình dự án nhằm tạo sinh kế, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, tạo nguồn lực chia sẻ trách nhiệm cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất, tạo động lực giúp hộ nghèo cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.